sẽ quay đùm cá buổi tối ngày hôm nay nha. Nhưng mà đùm cá bự quá trời, nãy sao đột em quay không có được. Giờ nó xấu sọng hết trơn luôn rồi. Cá chà bá lửa luôn nha. Nè. Nhưng mà cũng có rất nhiều con cá to luôn á. Con cá hường. Cá hường bạc rất to luôn. Cá này mấy kilo luôn á. Này mình lấy ra. Kilo quá nha. Rất là bự luôn. Chứ mà đục cá liệt nha, đục cá mấy tấn luôn. Này cá liệt. Tùm tích đầu nhóc cho cả nhà. Đó. Nói chung một tùm tích sống nè. Này bắt luộc ăn đá luôn. Ăn gì nói mà. Ăn trên thì bánh men, ở dưới cá. Nè, đục cá thì bá luôn. Trắng nhầm bự bự nhóc chưa nằm lên đá chứ. Còn cá vô bội kìa, thì đây họ nó nhảy ra ngoài lá nữa nè, bỏ vô bội đi. Ở trên đó thì bánh men, dưới đây hên được cái là có cá. Được bao nhiêu đây? Một cái nữa anh em lựa cũng hơi lâu cả nhà. Giờ thì chuẩn bị búa cầu bài luôn nha. Em đi búa cầu bài cái.
mình lựa cũng chung là hơn nửa đống cá rồi nha. Vô kết vô bọc gì tùm lum hết trơn. Xong rồi giờ rửa ba cái phân vô bọc cái nha, tại vì nó sình quá trời rửa vô. Nên mình rửa cá nha, rửa cái phân vô bọc nữa là mình muối cá nha. Nhưng mà đục cá hôm nay khá là to luôn, làm hơi chảy luôn á. Sâu được nhiêu kết nha, mấy chục kết á, 60-70 kết cá sô luôn. Rất nhiều quá vậy. Bây giờ sơ em đi muối cá nha.
hồi chiều nó bị tét cái áo ở ngoài nên giá một cái nữa là rồi nha. Với giá mấy cái lỗ gách thì chiều quá nữa cả nhà. Làm đang giá nữa. Đây. Anh em vừa mới tắm xong rồi giờ ăn cơm chứ nha. Làm từ lúc 7 giờ mà giấc này 1 giờ mấy rồi, ăn cơm xong đánh răng một cái nữa là lên võng là cũng 2 giờ. 2 giờ ngủ khoảng tầm 2 3 tiếng. Rồi khoảng tầm 5 giờ sáng là mấy anh em phải lấy cầu ai nữa rồi. Nói chung là hôm nay cái đục bự nên làm hơi trễ xíu nha cả nhà. Thôi mời cả nhà ăn cơm tối với mấy anh em nha. Cơm khuya chứ không phải cơm tối nữa. Cơm đơn giản. Đó. Cơm thì đơn giản thôi. Canh nè cả nhà. Đây là canh 1 2 3 4 5 cháu nữa. Có bao nhiêu người nè? Có 2 người vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 người. 7 người ăn cơm à. Nam với ổng ăn rồi ạ. Nam với ông Út ăn rồi. Đó thì nói chung là gheo về chỉ có bao nhiêu người đó. Không mà ghe này, ghe này có lời nguyền đó nha. Nếu mà đi khoảng tầm 20 người trở lên đó thì cào lên không có gì chứ. Mà khoảng tầm có 16 người trở xuống là ghe cào là toàn lèo tư luôn đó. Rồi ok. Xin chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha.